Ưa đây, ai mà có bánh bèo thì ưa qua bên kia. Ủa không được luôn hả? Đưa vô đây. Đó, mọi người thấy tại sao như vậy không ạ? Chí Công nghe tới bánh bèo là Chí Công cảm thấy tội lỗi và đang hưởng ánh sáng mười phương chư Phật. Ngồi cái hào quang phát sáng. Cho nên là đó là lý do tại sao mà Chí Công dù cho ai có cỡ khẩu trang lên nhưng Chí Công thì không. Thank you.